và người nơi hạ nguồn sông Cửu Long. Không phải ngẫu nhiên mà biểu tượng thành phố Bến Tre là tượng đài Đồng Khởi với hình một tàu lá dừa đương vươn cao. Bác Thưởng ngụ tại Củ Lao Ốc thuộc xã Hưng Phong, huyện Rồng Trôm, người được mệnh danh là vua dừa của Bến Tre. Dừa dứa, dừa ta xanh, dừa ta vàng, dừa dâu, dừa bung. Hơn 20 giống dừa ông Thưởng chăm bón, hiểu chúng như chính bản thân ông vậy. Cây dừa rất cần to, nhưng mà to quá nhiều á thì nó sẽ làm biết là cái vùng nào nước mặn nhiều quá ha, thì dừa trái nhau xíu à. Nhưng mà cái vùng nước ngọt á thì trái bự, nhưng mà thưa trái. Cái này thì chắc dở không có, nhưng nó dở người ta bảo tưới thôi, chứ đâu có bảo là giữ nước để mà tưới đâu. Với những đóng góp lớn trong sự phát triển của cây dừa, ông Thưởng là nông dân đầu tiên của Việt Nam hai lần được vinh danh nhận giải thưởng quốc tế. Năm 1999, ông được nhận bằng khen người trồng dừa giỏi nhất Việt Nam do Hiệp hội Dừa Châu Á Thái Bình Dương trao tặng. Và 2004, ông nhận giải Tree of Life, cây của cuộc sống do Viện Tài nguyên giống cây trồng quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương trao tặng. Nếu anh yêu nó, anh chăm sóc cho nó từng cái ly, anh suy nghĩ thật tốt làm thế nào mà hạn chế bớt sức lao động của mình mà lại cho cây dừa nó thoải mái, đủ nước nó dùng, đủ phân cho nó phát triển. Tức là mình yêu nó thì nó sẽ yêu mình, còn yêu nó thôi. Đặc biệt gần đây, dù tuổi đã cao nhưng lão nông Tám Thưởng vẫn quyết tâm biến ý tưởng rừng dừa du lịch của mình thành hiện thực. Hàng ngày, nhất là vào dịp cuối tuần lễ Tết, khách du lịch đến Cồn Ốc không quên tìm đến vườn dừa độc đáo của ông để dạo chơi trong không khí trong lành mát mẻ.